hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thay lọc đi nhỉ. Đây là một con Hitachi Zaxis 75U US. Thì bình thường là cái lọc này lọc xịn theo máy của nó này, thì nó vặn khó lắm anh em ạ. Thì hôm đầu mình phải dùng cái cơ lê xích, thì ở miền Bắc mình gọi là cơ lê xích ấy, mình ôm vào đây mình vặn ra. Còn từ hôm nay mình thay xong thì mình sẽ vặn. Mình vặn ra rồi, bây giờ mình vừa vặn ra rồi. Thì từ hôm nay mình vặn xong thì mình sẽ vặn bằng tay vào thôi, mình không cần phải vặn bằng cơ lê xích vào nữa anh em ạ. Đây, cái lọc là mới đây, mua thì lọc này không có số. Trước thì lọc này có số, nhưng mà mình mua thì mua ở dưới Tuyên Quang kia thì ok, anh ấy biết hết các số lọc này, là máy nào thì anh ấy biết hết. Đây. Mình cũng phải châm dầu vào cái dầu này, ở cái cốc này mình chỉ lấy cái lớp mặt thôi. Đấy, còn tấn thì mình bỏ ra. Rồi mình lại lắp vào. Lắp vào mình để vậy thôi. Đấy, để thôi mình lại đi quay vào đây đi. Quay vào cho tay anh. Đấy, mình lại tháo cái ui, chặt thế. Em cứ để đây. Ui, cái bơm này bơm tay chưa tháo bây giờ anh em ạ. Chặt quá. Chưa tháo bao giờ nên là hơi chặt. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nốt anh em là sẽ đấy nhá, sẽ bơm gọi là cách xả e nhá. Bây giờ hiện tại là ví dụ kể cả máy mình hết dầu thì trong cốc này nó hết dầu đúng không? Thì mình sẽ phải xả e. Đây, bây giờ hiện tại mình sẽ phải bơm. Bơm lên. Dạ. Vâng, có thằng ông lái xe chuẩn bị về. Đây, mình sẽ bơm như này. Bơm đều lên. Khi nào nó đầy cốc. Đây, như này mình đầy cốc nhá, mình sẽ vặn chặt vào. Đấy, vặn chặt vào nhá. Đấy, rồi mình sẽ lấy một cái cờ lê đi để xả lên trên. Đấy. Vặn này là vặn xả e anh em ạ. Thì cách của mình làm thì bao nhiêu năm thì mình vẫn làm như vậy thôi. Nhiều anh em thì có kiểu khác không? Hoặc là máy nó khác nhau, nó khác không? Mình không rõ nữa. Cái này lát nữa mình sẽ phải vặn chặt cái lọc này vào nữa. Mình chỉ vặn bằng tay thôi, mình không cần phải dùng cờ lê xích vặn làm gì cả anh em ạ. Cái này chỉ vặn bằng tay nó đã chặt rồi. Đấy nhá. Rồi mình sẽ vặn cái này lại. Đấy. Mình sẽ vặn chặt lại đúng không? Mình sẽ bơm ép. Mình cứ bơm ép xuống, đây là cách xả e nhá anh em nhá. Cách xả e của mình. Còn mọi người không biết làm nào. Đấy. Thấy không? Căng đét rồi chưa? Căng đét rồi nhá. Đấy, rồi sau này mình sẽ dầu nó bắn ra căng đét không có bọt là được anh em nhá. Đấy, cái này mình vặn chặt rồi. Thì mình nhồi thêm cho nó vài phát căng đét nữa xong rồi mình ép xuống. Ép xuống mình vặn lại, vặn vào ok anh em. Căng cái này em. Nó còn mới. Rồi. Như vậy là xong, xong cái cách gọi là xả e này với lại thay lọc thế thôi. Cảm ơn anh em nhé. Rồi bye.